Thưa cha, con đã ăn trộm một con gà Tây để ăn trong ngày lễ tạ ơn. Con đã phạm vào một tội lớn, con đừng ăn thịt con gà đó, vâng ạ. Thế con mang con gà đó đến cho cha thì con có được tha tội không? Ta mà thèm con gà đó à? Con phải trả cho chủ nhân của nó. Nhưng thưa cha, chủ nhân của nó vừa nói lời từ chối nhận lại con gà Tây ạ. Vậy thì con có thể ăn nó vì con cần nó hơn họ. Vâng, cảm ơn cha, Chúa sẽ ban phước lành cho cha. Đến hết ngày, vị linh mục về đến nhà thì thấy mất một con gà Tây.